tao tới là để múc mẹ đâu con heo mập đẹp. Tao có làm gì đâu mà mày muốn múc làm. Tao không hiểu thịt mày ngon ở chỗ nào mà tại sao mọi người lại thích ăn thịt mày chứ không thích ăn thịt tao nữa. Tại vì thịt của tao nấu nhiều món hơn thịt của mày. Mày im đi. Im hổ quý cha mày luôn. Mày đi ra xem tao bảo chơi. Mày làm gì có ngựa giống tao mà mày đặt đá. Ủi mày luôn coi ngựa. Mày bị dính cái cọc rồi làm sao mà nấu lại tao hả con heo kia. Tao chọc mày cái cọc luôn. Đúng là ngu như con heo vậy đó. Ngồi nói lại coi. Tao nói là mày ngu như heo vậy đó. Ngu như heo nè. Tao không hiểu tại sao mọi người nói mày ngu như heo mà lại thích ăn thịt heo. Mày im đi. Tại vì họ muốn ngu vậy cũng nói cho được nè. Bây giờ thì tao đã hiểu lý do tại sao người ta thích ăn thịt mày. Mày im đi mày. Bởi vì người ta thích ngu cho nên mới ăn thịt mày đó đồ con heo. À vậy cũng đỡ rồi mày. Đỡ gì? Nói ra mắt con mày nhục. Mày có chịu nói không? Mày hay quá. Nói không? Nhục. Hả? Nói không? Nhục cái gì? Nhục cái gì? Nhục cái đầu mày nó nhục. Mày có ngồi giải thích cho tao nghe thì tại sao nói tao gà là nhục? Mày thử lên mạng mà coi.